xin chào tất cả quý vị và các bạn. À, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn xem bàn ủi hơi nước mini nhé. Ở đây thì nó khá là nhỏ gọn như các bạn nhìn thấy. Và đây là một cái số thông số của nó này. Ở đây thì nó dùng cái nguồn điện từ 110-220V, cái, cái tần số lập lại dòng điện là 50Hz và cái công suất của nó là 30W. Ở đây thì mình thấy nó có cái tem chứng nhận thương hiệu chất lượng của uh, Trung Quốc, 3C này. Phía đến này thì chúng ta sẽ có một cái tấm cao su Mục đích của nó là có thể là bảo vệ cái bề mặt của bạn là Hoặc là khi các bạn đang là quần áo các bạn Đi đâu đó thì các bạn có thể đặt lên cái tấm như thế này Để tránh chúng ta đặt vào một cái bề mặt nào đó nó sẽ bị gây cháy Ở đây thì nó là một cái bề mặt bằng gan Nó được sơn phủ một cái lớp mạ đồng như này Ở đây nó là một giữa nó là một cái béc phun nước cái tấm gan thì nó khá là mỏng các bạn ạ vì cái trọng lượng của nó khá là nhỏ nhẹ ở đây chính là cái đèn nguồn của nó ở phía bên trên của chúng ta thì ở cái nút này thì chúng ta sẽ có một cái lỗ để chúng ta cấp nước vào bên trong như vậy qua cái, qua cái cốc kia còn cái nút này thì không phải là các bạn ấn vào là nước nó phun lên đâu mà các bạn ấn liên tục ấy, thì nước là nó sẽ bơm áp lực theo 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 cái lực nút bấm của các bạn thì nó, nó sẽ phụt ra các bạn phải bấm vào lần đây thì nó sẽ xì ra như thế này thì cái tác dụng của nó là khi các bạn xì vào quần áo ấy thì các bạn là thì nó giống như là các bạn là hơi ấy. nó có hai kiểu là hơi và là khô và các bạn là khô cũng được là hơi thì cũng được thì cái phương thức của nó hoạt động nó là như thế thì đây là cái dây cắm của nó này bây giờ mình sẽ tháo ra mình sẽ cắm vào cái nguồn điện và mình sẽ test trên một cái tấm vải xem nó có giống như uh, lời uh, một số bạn đã làm review hoặc là xem mà chia một số video quảng cáo thì thấy nó khá là tốt đây là một cái tấm vải màu đỏ mà mình đã chuẩn bị ở đây thì nó hơi nhỏ một chút chứ nó chưa phải là hẳn nhỏ như cái, cái áo trắng sơ mi và bây giờ thì uh, mình sẽ để tạm đây và mình sẽ cắm điện và để xem là nó có thực sự tốt hay không phí như tôi là các bạn là cái bàn là này mình mua giá 79k trên Lazada thì đây là cái nguồn điện của nó đang bao độ được nhiệt độ như thế này. Thì các bạn sẽ thông thường thì do cái bàn là ối mini nước này nó không có cái nút ở vặn chỉnh nhiệt độ cho nên là chúng ta sẽ phải đợi. Từ tầm 5 phút. Tầm 5 phút cho cái mặt bàn là nóng. Đời mới đâu thì mình vẫn sờ được như thế này Rồi bắt đầu nóng rồi các bạn ạ Nóng rát rồi Mình thấy nó nóng rồi Bây giờ mình sẽ phun một ít nước ra Nước ra khá là nhỏ giọt Và mình cũng không ưng ý lắm à, Và bây giờ mình sẽ Là để xem nó có hết nhăn những cái viết này không Thì sơ qua là mình đang Gặp một cái vấn đề đó chính là Mình thấy cái nước nó phun nó không được nhỏ và thứ hai là cái nhiệt độ nó không có cái núm chỉnh vận nhiệt độ thì mình chúng ta sẽ không biết là nó đang ở nhiệt độ bao nhiêu và vì thế là chúng ta sẽ không biết được rằng là nó sẽ có thể áp dụng cho từng cái loại sợi vải như thế nào để cho nó phù hợp và thứ ba là khi là như thế này thì mình thấy rằng là những cái vết nhăn còn quần áo thì nó chỉ biến đi nó chỉ đỡ hơn một chút thôi chứ nó không hoàn toàn là tốt như những cái bàn là lớn như 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 trước đây mình đã sử dụng và cũng như quảng cáo mình sẽ phụt một ít nước nước để phun thêm bên này. Thì theo mình ấy thì thực tế là quảng cáo thì mình thấy là họ quảng cáo rất là tiện và rất là tốt nhưng mà thực tế thì mình mua về sử dụng như thế này thì mình khá là thất vọng. Nếu như đối với cá nhân mình cho điểm với cái sản phẩm này thì mình chỉ cho trên 6/10 thôi. Mình chấm điểm 6/10 là chỉ cho nó có điểm sáng tạo là nó kết hợp nước và nó có thể phun từ béc thì chúng ta bấm như thế này nhưng thực ra thì mình thấy tác dụng của nó không là lớn lắm cái nhiệt của nó không được cao và nó không được chính xác và khi mà chúng ta sử dụng là trên vải thì cái vết nhăn của nó cũng không hoàn toàn biến mất các bạn ạ thì cái video của mình chia sẻ và đánh giá cái bàn là của hơi nước mình đi đến đây là hết xin chào và hẹn lại tất cả các bạn trong những video lần sau